Xin chào các em học sinh lớp 9. Ở tuần 16 này chúng ta sẽ ôn tập học kỳ 1 nội dung hành học. Sẽ nhắc lại những kiến thức trọng tâm từ tuần 8 đến tuần 14. Cụ thể là các kiến thức ở phần chương 2, chương về đường tròn. Nhất là phần lý thuyết. Thầy sẽ cùng các em nhắc lại một số những tính chất, những cái kiến thức trọng tâm trong chương 2, tính chất tam giác mẫu tiếp đường tròn. Đây là phần định lý được rút ra từ kết quả của bài tập. Nếu một tam giác có mặt cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông. Định lý thứ hai giống như định lý đảo, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyệt. Tính chất này cũng rất hay sử dụng trong quá trình làm bài tập ở chương 2. Thứ hai là quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy. Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không qua tâm thì vuông góc với dây ấy. Tính chất tiếp theo đó là định nghĩa và những tính chất có liên quan đến tiếp tuyến của đường tròn, cũng như là dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Về định nghĩa thì tiếp tuyến của đường tròn là một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn. Tính chất tiếp tuyến, nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm. Chúng ta sẽ có cái dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn. Một đường thẳng, nếu mà một đường thẳng và một đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn. Và chúng ta sẽ cụ thể hóa cách nhận biết tiếp tuyến bằng cái phương pháp chứng minh như sau. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn. Và nội dung kết thúc cuối mà thầy muốn ôn các em đó là tính chất của hai tiếp tuyến cách nhau. Nếu AB và AC là hai tiếp tuyến của đường tròn O, tức là hai tiếp tuyến AB và AC cách nhau tại A rồi, thì mình sẽ suy ra được ba điều. Thứ nhất là OA là tia phân giác của góc BOC, tức là góc BOA bằng góc COA. Thứ hai, AO là tia phân giác của góc BAC, tức là góc BAO bằng góc COO. Và thứ ba là giao điểm A cách đều hai tiếp điểm B và C, tức là AB bằng AC. Tiếp theo là chúng ta xét xem coi là mở rộng khái niệm về đường tròn mẫu tiếp tam giác. Khi mà một đường tròn và tiếp xúc với cả ba cạnh của tam giác, tức là ba cạnh của tam giác nhận chính là ba tiếp tuyến của đường tròn, thì khi đó tam giác đó gọi là tam giác ngoại tiếp đường tròn, hay là đường tròn mẫu tiếp tam giác. Và tâm của đường tròn này sẽ là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác. Trường hợp đường tròn ngoại tiếp tam giác thì cái phần này nó đã học phần đầu chương. Khi đó thì tâm đường tròn chính là giao điểm ba đường trung trực của ba cạnh của tam giác. Và đường tròn này sẽ đi qua ba đỉnh của tam giác.
ta nhận xét cái sự khác nhau giữa đường tròn và hải tiếp tam giác và đường tròn nội tiếp tam giác nhé. Đường tròn ngoại tiếp tam giác thì đi qua ba đỉnh của tam giác, còn đường tròn nội tiếp tam giác thì tiếp xúc với ba cạnh của tam giác. Ta chuyển sang phần bài tập và chúng ta sẽ làm một số bài tập cơ bản thường gặp chứa các nội dung chính. Bài số 1, cho tam giác ABC có AB bằng 3, AC bằng 4, BC bằng 5, vẽ đường tròn tâm B bán kính BA, chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn. Chúng ta sẽ vẽ hình và sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái ý bài, phân tích bài toán này để chứng minh được AC là tiếp tuyến của đường tròn tâm B. Thì chúng ta cần chứng minh AC phải thỏa mãn hai điều kiện, đó là AC phải vuông góc với lại bán kính AB tại A, và điểm A phải thuộc đường tròn tâm B bán kính BA. Trong hai cái điều cần chứng minh này thì cái điều bên phải, điểm A thuộc đường tròn tâm B bán kính BA là cái điều hiển nhiên, do BA là bán kính thì hiển nhiên A thuộc đường tròn tâm B rồi. Và tiếp theo, để chứng minh được AC vuông với AB thì ta cần chứng minh là tam giác ABC phải vuông tại A. Và để làm điều này chúng ta sẽ áp dụng định lý Pythagore đảo, tức là cần chứng minh là AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. Ta sẽ trình bày và giải. Số 2, cho đường tròn O, điểm A nằm ngoài đường tròn, kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn, trong đó BC là các tiếp điểm, với H là giao điểm của OA và BC. OA chứng minh OA vuông góc với BC và H là trung điểm của BC. Cụ B vẽ đường kính CD chứng minh rằng BD song song với OA. Ta sẽ vẽ hình vẽ ra. Suy nghĩ và làm câu A, tìm hướng giải quyết. Ở bài này muốn chứng minh OA vuông với BC, chúng ta sẽ cần chứng minh OA là đường trung trực của BC. Và để chứng minh OA là đường trung trực của BC thì chúng ta cần phải chứng minh được hai điểm A và O phải cách đều hai đầu của đoạn thẳng BC, tức là cần chứng minh AB bằng AC và OB bằng OC. Do đó chúng ta sẽ áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cách nhau trong câu A, trình bày như sau. Ta có AB bằng AC, tính chất hai tiếp tuyến cách nhau. Từ đó suy ra được A thể thuộc đường trung trực của BC. Ta lại có được OB bằng OC là do hai đoạn thẳng này đều là bán kính của đường tròn O. Từ đó suy ra được O cũng thuộc đường trung trực của BC. Từ kết quả A và O thuộc đường trung trực của BC, ta kết luận được AO chính là đường trung trực của BC. Và điểm đến là AO vuông góc BC tại H, và H chính là trung điểm BC. Câu B, vẽ đường kính CD của đường tròn O,
chứng minh rằng BD song song OA. Trong hình vẽ này, chúng ta thấy rằng AO đã vuông góc với BC rồi. Như vậy, nếu chúng ta muốn chứng minh OA song song BD thì chúng ta sẽ vận dụng dấu hiệu là hai đường thẳng cùng song song cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song nhau. Cho nên nếu AO đã vuông với BC rồi thì mình cần chứng minh BD cũng vuông với BC. Do đó chúng ta cần chứng minh tam giác BCD vuông tại B. Để làm được điều này, chúng ta sẽ áp dụng phần tính chất tam giác nội tiếp đường tròn. Với tam giác BDC nội tiếp đường tròn tâm O, do ba điểm BDC thuộc đường tròn O, và tam giác này có cạnh CD là đường kính của đường tròn O, thì suy ra tam giác BDC sẽ vuông tại B. Ta sẽ có lời trình bày. Trình bày như sau. Xét tam giác BCD, ta có tam giác BCD nội tiếp đường tròn tâm O. CD là đường kính của đường tròn O. Vậy thì suy ra được tam giác BCD vuông tại B, suy ra BD vuông góc BC. Mà OA vuông góc BC chứng minh trên, từ đó suy ra BD song song OA, quan hệ từ vuông góc đến song song. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 3. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O có tính R, vẽ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn O. BC là tiếp điểm. Đoạn thẳng OA cắt BC tại H. OA chứng minh bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn. Chúng ta sẽ tập trung câu A trước, xong lát đọc đề cũng về sau. Chúng ta sẽ vẽ hình ra. Để chứng minh bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn thì chúng ta sẽ sử dụng tính chất của tam giác nội tiếp đường tròn. Cái ý thứ hai đó là đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông sẽ nhận cạnh huyền làm đường kính của đường tròn, và tâm chính là trung điểm cạnh huyền. Như vậy thì là mình sẽ nhìn thấy được là trong hình vẽ này tam giác ABO vuông tại B, lý do vì AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm O đã cho rồi, nên áp dụng tính chất của tiếp tuyến ta suy ra được là AB sẽ vuông góc với OB. Từ chỗ tam giác AOB vuông tại B, chúng ta sẽ suy luận được là cái đường tròn ngoại tiếp tam giác ABO sẽ nhận cạnh huyền OA làm đường kính. Ta suy ra được tam giác ABO nội tiếp đường tròn, đường kính là OA. Tam giác ABO nội tiếp đường tròn, đường kính OA có nghĩa là ba điểm ABO thuộc đường tròn, đường kính OA. Chứng minh hoàn toàn tương tự như vậy cho tam giác ACO. Chúng ta quan sát hai cái điều 1 và 2, ta thấy rằng là bộ 3 điểm ABO ở điều 1 và 3 điểm ACO ở điều 2 đều thuộc đường tròn đường kính OA. 3 điểm trên và 3 điểm dưới kết hợp lại chính là 4 điểm A, B, O và C. Như vậy là từ 1 và 2 ta kết luận được là 4 điểm là A, B, O, C
thì nó cùng thuộc một đường tròn, đường kính là OA. Ta sẽ cùng thấy vẽ đường kính BD của đường tròn. Mà xin lỗi là cái đề bài này viết nó hơi lộn xíu. Vẽ đường kính CD của đường tròn O, đoạn thẳng AD cắt đường tròn O tại điểm E, E khác D. Chứng minh rằng AC mũ 2 bằng AE nhân với AD. Chúng ta quan sát hình vẽ để tìm hướng giải quyết. Các em có thấy rằng cái hệ thức cần chứng minh này nó có đặc biệt không? Nó có cái sự tương quan gì với những cái phần hệ thức đã được học trước đây không? Chúng ta cùng nhớ lại. AC bình phương bằng AE nhân với AD. Rõ ràng ta có thể cảm thấy được là hệ thức này rất giống với lại hệ thức lượng trong tam giác vuông, hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Các em thử tìm hiểu thêm là cái tam giác nào vuông và có đường cao tên gì, để rồi từ tam giác đó chúng ta hình thành được hệ thức AC bình phương bằng AE nhân AD. Rõ ràng ta thấy là đó là tam giác ACD vuông tại C, và tam giác vuông này thì đã có thể có sẵn rồi nha, do là AC là tiếp tuyến của đường tròn O tại C. Nhưng mà cái yếu tố CE là đường cao thì chưa có, cho nên chắc chắn ta cần chứng minh cho được CE đường cao. Và để chứng minh được C là đường cao, chúng ta lại tiếp tục đưa về chứng minh tam giác CED vuông tại E. Và để chứng minh tam giác CED vuông tại E, chúng ta lại dùng tính chất tam giác nội tiếp đường tròn. Chúng ta cùng quan sát trình bày bài toán. Xét tam giác A, tam giác CDE ta có. Tam giác CDE nội tiếp đường tròn O, do ba điểm CDE đã thuộc đường tròn O rồi. Và cạnh CD của tam giác này là đường kính của đường tròn O giả thiết cho. Từ hai điều trên, chúng ta suy được tam giác CED vuông tại E, dẫn đến được CE chính là đường cao trong tam giác ACD. Ý thứ hai, chúng ta xét tam giác ACD vuông tại C, lý do vì AC là tiếp tuyến đường tròn O, có đường cao là CE, do CE vuông CD, do tam giác CDE vuông tại E. Từ đó chúng ta áp dụng hệ thức luận trong tam giác vuông ACD, suy được AC bình phương bằng AE nhân AD. Và câu C, chứng minh AE nhân với AD bằng AH nhân với AO. Cùng nhau phân tích bài toán này. Để chứng minh được AE nhân AD bằng AH nhân AO, chúng ta có thể chứng minh trực tiếp được không, hay chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp bắt học những tích trong hai cái vế này, đặc biệt là cái vế bên trái AE nhân AD, nó là tích đã được chứng minh ở trong câu B. Ta biết rằng AE nhân AD đã bằng với AC bình phương rồi, như vậy là chúng ta đã có được cái cậu trung gian, đó là AC bình phương. Vậy thì chúng ta cần chứng minh tiếp tích còn lại AH nhân AO cũng bằng AC bình phương, cần làm điều này. Và chúng ta tiếp tục lại suy nghĩ nữa, AH nhân AO bằng AC bình phương là do sao?
rõ ràng lại là một cái hệ thức rất quen thuộc, nó bắt nguồn từ một cái tam giác vuông có cái đường cao ứng cạnh huyền. Chúng ta hãy liệt kê tam giác đó là tam giác gì, tên gì, đường cao tên gì. Và chính là tam giác ACO, vuông tại C, và đường cao là CH. Chắc chắn là CH đường cao rồi, vì ở câu A đã chứng minh được OE vuông góc BC tại F rồi. Vậy là cái phân tích của chúng ta ở đây là xong, đã ra tới cái phần có rồi. Chúng ta sẽ trình bày theo hướng ngược lại lên trên là xong câu C. Tiếp theo bài số 4. Cho nửa đường tròn tâm O có kính R đường kính AB, vẽ các tiếp tuyến AX, BY của đường tròn O. Tiếp tuyến tại E trên nửa đường tròn E, H, A và B, cắt AX và BY lần lượt tại hai điểm là M và N. Chúng ta sẽ vẽ cái hình và quan sát hình vẽ. Ta làm từng câu một, câu A trước. Câu A của chúng ta là chứng minh rằng em anh bằng A em cộng B anh. Đây là một bài tập áp dụng rất cụ thể cho tính chất hai tiếp tuyến cách nhau tại một điểm. Rồi, ta có sát lời giải luôn. Rõ ràng là trong hình vẽ này chúng ta có ba đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn O. Thứ nhất là AX, tia AX là tiếp tuyến của đường tròn O tại A. Tia BY là tiếp tuyến của đường tròn O tại B. Và đường thẳng em anh chính là tiếp tuyến của đường tròn O tại E. Và ta thấy rằng là với ba tiếp tuyến vừa kể ra thì ta thấy rằng là lần lượt có hai cặp tiếp tuyến cắt nhau, đó là tiếp tuyến AX tại A cắt tiếp tuyến em anh tại E, cắt nhau tại điểm M. Như vậy là M chính là giao điểm của hai tiếp tuyến tại A và E. Tương tự như vậy, tiếp tuyến tại B cắt tiếp tuyến tại E tại điểm N. Như vậy N chính là giao điểm của hai tiếp tuyến tại B và tại E. Chúng ta áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cách nhau với hai cặp tuyến vừa liệt kê, nó suy ra được là MA sẽ bằng với ME. Có thể lý do ghi là tính chất hai tiếp tuyến cách nhau tại M, nó cụ thể như vậy được rồi. Và tiếp tục BN bằng với NE cũng là do tính chất của hai tiếp tuyến cách nhau tại N. Rồi. Mà ta có được em anh thì vốn đã bằng ME cộng với lại NE do E nằm giữa MN. Như vậy thay thế vào mình sẽ có kết quả luôn là em anh sẽ bằng là AM cộng với BN. Câu A chứng minh xong. Ta có câu B. B kêu mình chứng minh rằng tam giác MON vuông và AM nhân BN bằng R bình phương, với R là bán kính đường tròn O. Và câu này có hai ý. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý một trước. Chứng minh tam giác MON vuông. Nếu vuông thì sẽ vuông tại O. Để làm được câu này, chúng ta cần nhớ lại một phần giáo khoa mở rộng ở lớp 7. Đó là phần giáo khoa mô tả như sau. Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau. Lặp lại nữa, hai tia phân giác
của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau. Hay là có thể nói được như sau: góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là góc vuông cũng được. Như vậy thì áp cái chất đó vào hình vẽ này, chúng ta thấy rằng để chứng minh tam giác MON vuông tại O, chúng ta cần phải chứng minh là tia OM vuông góc với tia ON, hoặc là ta cần chứng minh góc MON bằng 90 độ. Rồi. Như vậy thì muốn chứng minh được tia OM vuông góc với tia ON, trước tiên chúng ta cần xác định xem tia OM là tia phân giác của góc nào và tia ON là tia phân giác của góc nào. Nó suy nghĩ chút xíu. Gợi ý là chúng ta vẫn tiếp tục vận dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau nha. Trong hình vẽ này mình đang có được cái điểm M là giao điểm của hai tiếp tuyến MA và ME. Điểm N là giao điểm của hai tiếp tuyến là NA, NB và NE. Rõ ràng là mình sẽ chứng minh được đây là OM là phân giác góc AOE và OAN là phân giác của góc BOE. Mà hai góc AOE và BOE là hai góc kề bù, do là hai góc này có chung điểm, có chung cạnh OE. Còn ba điểm AOB thẳng hàng rồi, tức là hai tia OA OB đối nhau rồi. Như vậy là góc AOE thì kề bù góc BOE, dẫn đến là hai cái tia phân giác của hai góc này sẽ vuông với nhau. Ý bài đã xong. Ta xem phần trình bày giải. Ý thứ hai là chứng minh AM nhân BN bằng R bình phương. Ta có xác định vẽ lại AM nhân với BN mà muốn bằng R bình phương thì chúng ta sẽ tìm ý tưởng liên hệ. Rõ ràng là mình hoàn toàn có thể thay thế tích AM nhân BN bằng một tích khác bằng với nó. Gợi ý là chúng ta hãy thay thế tích này, cụ thể là thay thế hai cái thừa số, hai cái đoạn AM với BN bằng hai cái đoạn khác bằng với nó. Đó chính là ME và NE. Như vậy là chúng ta sẽ cần chứng minh ME nhân với NE bằng R bình phương. Và để làm được cái điều này, chúng ta sẽ sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông MON vuông tại O đã được chứng minh trên rồi. Tam giác MON vuông tại O có OE bình cao, nên chúng ta dễ dàng suy ra được đây là OE bình phương sẽ bằng là ME nhân với lại NE, định lý thứ hai của hệ thức giữa cạnh và đường cao tam giác vuông. Mà OE thì bằng R, do OE bán kính nên chúng ta thay thế vô sẽ có được là ME nhân với lại NE bằng R bình phương, hay là AM nhân với BN bằng R bình phương. Nó cũng rất là giải luôn. Vậy thầy vừa mới ôn tập với các em một số nội dung kiến thức trọng tâm và bài tập trọng tâm căn bản giúp các em ôn tập hình học, và thầy chúc các em có việc thi học vượt 1 đạt kết quả tốt đẹp. Thầy chào các em.